vô. Đây tôm nãy mình bầm với thịt, mình bầm sẵn nha. Mở tôm với thịt vô. Xe lên. Đây tôm với thịt khoai môn. Khoai môn nãy mình sắc ra mình chiên dầu. Đổ lên. Tuyệt vời các bạn ha. Mình sẽ cầm đầu chiên thôi. Này sẽ mình hủ bánh tráng, không có đúng bánh tráng nó cho nên là nó hơi dính. Ngon. Cái này mặn với bún á, bún như leo à, còn ngon nữa. Good. Ngon quá các bạn. Thịt mình cuốn thêm cuốn nữa, cuốn với gà. Cái này không có cải, có cây xanh mình cuốn nó dễ. Đây, thứ gì nè, đã thì bài đó. Ngon quá. Quá tuyệt. Ừ.